Xin chào quý vị, Thịnh Nguyễn đang có mặt ở đường Lý Thường Kiệt và góc Hòa Hảo vào lúc 16 giờ. Và quý vị cũng đang thấy không khí ở khu vực xung quanh của đường Lý Thường Kiệt và Hòa Hảo khá là náo nhiệt, đặc biệt là các cái băng rôn cờ phướng để chuẩn bị chào đón đội tuyển U23 Việt Nam đến giao lưu cùng với các cổ động viên của thành phố Hồ Chí Minh trong lúc buổi chiều ngày hôm nay. Vì các đường phố để khu vực đi vào trong khu vực của cổng của sân vận động Thống Nhất đã được che chắn và chúng có thể đi bộ sâu vào thôi. Quý vị đang nhìn thấy đây là góc đường Hòa Hảo, một trong những trục chính để đi vào bên trong của khu vực cổng để đến được sân vận động Thống Nhất. Đây là các bạn đang tranh thủ dịp Tết bán những lá cờ để cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam. Sau khi về nước, ngoài việc giao lưu với các cổ động viên cũng như có tiệc chào đón tại Hà Nội thì đây là lần đầu tiên đội tuyển U23 tập trung để giao lưu với đông đảo khán giả ở cũng như cổ động viên, người hâm mộ ở tại Việt Nam. Đây quý vị đang nhìn thấy, đây là đường chính đi vào trong cổng sân vận động, phía bên trong đang rất đông người. Dọc các con phố quanh sân vận động hiện tại là các bãi xe đang rất là đông và dường như không còn đủ chỗ để nhận xe nữa. Lực lượng công an giao thông cũng được bố trí khá là nhiều để phân luồng và đảm bảo cho việc di chuyển cũng như việc giao thông thuận tiện nhất quanh sân vận động Thống Nhất vào buổi chiều ngày hôm nay là ngày 4 tháng 2 2018 thưa quý vị.